Chào Thưởng, anh Thưởng, nay mới đi về nên Thưởng em trả hàng anh ha. Nay máy anh mới làm giùm em nè. Đó, thì nay em cũng mới đi test thử về ha. Đây, cái em đổ ra cho anh coi. Mở đèn ra, mở đèn nhà, nhà trên á, nhà dưới á. Vậy đi em chặn cái hố rồi cho. Nè, đổ bớt cái đi, đổ lại tiếp. Đó, cái lóc bự này nè anh nữa. Đó. Con phải 700 gram ký vậy nè. Đó. Đó, máy anh nè, cảm ơn anh nhiều ha. Đó, này đổ vô bớt nè, nó nhảy quá. Thêm lên nào. Chị trưởng lấy 3 ca mấy cái thử nó nhiều quá là đổ ra không hết nha nữa. Nó còn phải bự bự như nè. Đó, này mới test máy anh về á. Rồi đổ vô luôn. Rồi cà phê cũng mười mấy 20 ký anh ơi. Nay người ta đang mua quá là không có quay. Đó, này hai cậu cháu mới vừa về, mới test máy về xong á, qua ôm máy về trời mưa luôn, không có test, hôm nay test là mới trả hàng cho anh á, đó. Đó quay máy anh cho anh coi, đây cái nữa, đó đây cái đây anh thử, đó hai cái. Đó, hai cái máy này nhờ anh Thưởng làm lại á. Hai cái máy này là mua lúc trước là mua 10 triệu mà về quýnh là không có chết cá cái gì á, rồi không có mà ấy được, rồi mới nhờ anh Thưởng này sửa. Mua ở Kiên Giang á, nói thẳng luôn là mua ở shop Kích Cá Trường Giang á. Đó, bán hai cái máy này là 10 triệu mà quýnh hư lên hư xuống à. Mua cái máy này là làm có 4 triệu nè, là mua trong vòng là nửa tháng mà hư 3 lần đó, cứ hai gửi về là ngày quýnh cũng nổ á. Nó này nói thẳng luôn đó, là bây giờ mới biết anh Thưởng, nhà anh Thưởng đầu xuống sửa đầu lại về quýnh mới có ăn. Còn cái này còn mua trên đánh là 10 triệu bạc về đậu mi gửi, còn ăn tiền ăn bổng người ta nữa. Nó làm ăn nó thiệt chứ, cái máy này bán quýnh mà chết cá vào bảo hành hơn người ta đi, bao nhiêu tiền người ta cũng mua. Đâu má làm ăn bán hai cái máy người ta 10 triệu bạc về quýnh như con cặc thôi vậy. Nó nói thẳng luôn á, sắp Kích Cá Trường Giang á, đậu mẹ nó nói thẳng luôn, làm ăn vậy á, đậu mẹ nó đứt lại cho con mày nha. Nó nói thẳng luôn, sắp Kích Cá Trường Giang á. Rồi, em cảm ơn anh Thưởng nha, chào anh Thưởng luôn nha anh Thưởng.